câu chuyện hệ trị liệu, câu chuyện mộng ảo về buồn xuân và mận nhỏ cùng nhau lớn lên từ nhỏ của Khang Khang, có tình cảnh nào khiến bạn cảm thấy quen thuộc không? Câu chuyện Thanh Mai Trúc Mã bắt đầu từ khi nào? Chương 1 Nhà đầu này, không thể lưu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Mọi người tốt, tên của ta là Trần Xuân Buồn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Lý Ý Hiên là ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Mỗi khỏa bánh kẹo đều có nó đặc biệt hương vị. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Định không phụ ủy thác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Vĩnh viễn ở chung với nhau hảo bằng hữu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhà bà ngoại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Cứu mạng nha Có bọn buôn người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Bình An Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nàng mới 6 tuổi nha Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.